Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp XDS CS 950, một dòng xe đạp khung full carbon và được sử dụng một set group Shimano DOG 9 món, từ bộ chuyển động đến đùi đạp và đến cụm phanh dầu. Hay full hết tất là Shimano DOG cộng với cả cặp vành của xe, thì được sử dụng là cặp vành 26 inch đến từ thương hiệu Mavic các bác nhé. Một thương hiệu rất là nổi tiếng của Pháp, và Mayer và vành đều là full một cặp Mavic hết, cối lổ, đi vòng cối lổ. Khung xe là full carbon các bác nhé, đến từ thương hiệu XDS, model là CS 950. Toàn bộ xe thì còn cực kỳ là mới các bác nhé, hầu như là không có vết xước nhỏ đáng kể trên khung cả, rất là mới. Full hết carbon toàn phần từ khung này đến cọc yên, rồi ghi đông cổ phốt, full hết là carbon. Và trọng lượng xe thì rất là nhẹ các bác nhé. Thì những chiếc xe địa hình thường thì nó sẽ hơn chục cân, nhưng con này chỉ có 10 cân thôi, nặng 10 cân là cực kỳ nhẹ với dòng địa hình này các bác nhé. Full hết một set Shimano DOG 9 món từ bộ chuyển động này, chuyển động đề trước đề sau, và đùi đạp trục rỗng, đùi trục rỗng rồi đến trên ghi đông đây là bộ tay bấm xả và cụm phanh dầu các bác nhé, cụm phanh dầu rồi đến heo dầu dưới này. Đấy, full hết một set 9 món Shimano DOG. Giảm sóc là giảm sóc hơi đến từ thương hiệu Ebicon của SG Sun Tour. Một cái bộ sóc rất là ngon, được rất nhiều người dùng, êm, vật nhẹ. Một con xe cấu hình không có gì để chê nữa rồi. Tất cả full hết đồ chơi cho các bác chơi xe. Vành Mavic các bác nhé. Vành full cặp Mavic, vành Mayer. Này nó có cái là tù che mất. Full cặp các bác nhé. Đũa thì là đũa tầm dẹt này, chém gió. Lốp được sử dụng trên xe là lốp Maxxis. Bản lốp là 1.95, 26.195. Đi vòng cuối lỗ. Cấu hình này thì phục vụ cho những cái bác mà chơi xe thì quá cháy rồi, không có điểm gì để chê cái cấu hình này nữa rồi. Ghi đông cong đủ đều, full carbon, và có một cái khóa hành trình giảm sóc ở trên này luôn các bác nhé. Đấy. Và dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe phù hợp với bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi phù hợp. Chuyển động rất là mượt. Cực kỳ mượt mà các bác nhé, các bác có thể nhìn trên hình. Đấy, chuyển động nó không có lỗi nhỏ nào.
Chiếc xe full carbon, cấu hình full Shimano DOG, bánh bánh Mavic rồi giảm xóc hơi, đến từ thương hiệu XDS, một cái thương hiệu mà rất là nổi tiếng trên thị trường về cái độ ngon bổ rẻ, chuyên cho gia đình. Chiếc xe rất là ngon, cấu hình rất là ngon và giá thì rất là rẻ. Cũng như chiếc này thì em đang bán tại cửa hàng thì nó là 13.800.000 cho một cái bộ cấu hình gọi là full hết đồ chơi cho những cái bác chơi xe rồi. 13.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì nên lại số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn lên cái kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác còn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.